phố vắng lặng chưa bao giờ như thế. Tiếng xe thưa khói bụi. Bài viết của tác giả Đỗ Duy Ngọc có tựa đề Sài Gòn ngày phong tỏa thứ 65. Chiều qua được tin hai người quen vừa mới qua đời. Cả hai đều là nhà văn xuất thân từ bộ đội. Một là nhà văn doanh nhân Lê Thành Trơn, người nổi tiếng với nhiều tác phẩm văn học về đề tài bộ đội, không quân, năm nay đã 83 tuổi. Một thời làm giám đốc khách sạn Sài Gòn. Còn nhớ anh Trơn đến gặp tôi lần đầu, đi cùng với nhà văn Trầm Hương để đặt thiết kế bìa sách của anh. Sau đó tôi cũng vẽ bìa cho anh ấy mấy cuốn nữa. Nhà văn Lê Thành Trơn vốn là sĩ quan không quân nên người cao to nhưng chân chất, bản tính của người Nam Bộ. Anh mất vì tuổi già trong thời dịch bệnh nên cũng không được tổ chức tang lễ theo đủ những lễ nghi. Người thứ hai là nhà văn đại tá bộ đội Nguyễn Quốc Trung. Tôi biết anh lần đầu khoảng thập niên 90 khi anh ở chiến trường Campuchia về. Anh người Hà Tĩnh nói giọng rất nặng và rất nhanh nên cũng khó nghe dù tôi vốn cũng là gốc dân Bọ. Anh cũng đến tôi để vẽ bìa cuốn sách của anh. Anh cao gầy, khuôn mặt góc cạnh, khắc khổ, nước da đen nhẽm, lụng thụng trong quân phục bộ đội. Tôi cũng đã đọc nhiều truyện ngắn của anh, với một truyện rất thú vị khiến tôi vẫn nhớ là câu chuyện anh viết về những đổi thay của người nông dân bán đất thời kỳ đất đai vùng ngoại ô Sài Gòn đang lên cơn sốt và kiểu sinh hoạt trưởng giả học làm sang của tầng lớp cán bộ mới giàu lên. Anh vừa chích mũi tiêm ngừa virus Vũ Hán thứ hai thì dính bệnh và ra đi khi mới tuổi 65. Cơn đại dịch giết người nhiều quá, trong đó cũng có lắm người tài hoa. Nghĩ đến những người đã mất trong cơn đại dịch mà buồn và tiếc. Sáng thức giấc, cứ nghĩ chắc là sẽ có một số quán ăn mở cửa bán hàng về, nên điện thoại kiếm gì ăn sáng. Mấy tháng nay rồi giãn cách, chỉ ăn mấy món có sẵn ở nhà và lắm khi nhịn luôn ăn sáng. Gọi liên hệ mấy chỗ nhưng chẳng có quán nào mở cửa, chủ quán nào cũng còn e dè, chưa muốn đăng ký hoạt động trở lại. Nhà nước yêu cầu 3 tại chỗ, tự xét nghiệm virus khiến họ bối rối, không biết xoay sở thế nào. Lại thêm đa số người lao động, nhân viên văn phòng, cơ quan thường ăn ở các quán vỉa hè, quán trong những xóm nhỏ bán đầu ngõ. Tất cả những gánh hàng, xe đẩy, quán dựng đầu đường, đâu có giấy phép kinh doanh. Do vậy, đúng theo văn bản, họ chưa được phép mở cửa. Giờ muốn mở quán phải liên hệ phường, quận, báo cáo xác nhận, chờ xin giấy đi đường để đến quán, rồi ngoáy mũi 2 ngày một lần cho nhân viên. Nhiều thủ tục nhiêu khê quá nên ai cũng ngại. Chưa kể là chỉ được giao hàng trong khu vực quận nên đơn hàng bị hạn chế. Những cửa hàng tạp hóa, hàng ăn nhỏ lại chưa sử dụng cách bán hàng qua app nên không hoạt động được. Do vậy, chỉ một số đơn vị ăn uống trước đây đã liên kết với các app giao hàng thì họ có thể mở được. Còn các cơ sở chưa đủ điều kiện thì đành chịu. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thừa nhận hiện nay tình hình mở lại quán ăn rất thấp so với số lượng 7.500 doanh nghiệp kinh doanh ăn uống và hàng chục nghìn hộ kinh doanh cá thể có giấy phép đăng ký.
Bởi vậy, dù đã được cho phép mở cửa bán mang về, nhưng người tiêu dùng cũng chưa thể mua theo ý của mình được. Thôi thì chờ xem thời gian tới thế nào. Giảm giãn cách đi đôi với việc tiêm chủng. Khi tiêm chủng đạt tỷ lệ cao thì mới bảo đảm cho việc giãn cách an toàn. Vaccine ở Việt Nam có được từ nhiều nguồn, viện trợ có, xin được có, mua có, nên có lẽ nước ta là nước xài nhiều chủng loại vaccine nhất. Cho đến nay, Việt Nam có 7 loại vaccine đã được cấp phép sử dụng và đang triển khai tiêm chủng trong nước, gồm AstraZeneca do AstraZeneca sản xuất, Sputnik V, Viện Nghiên cứu Nga, Janssen, Johnson & Johnson, Spikevax, Moderna, Comirnaty, Pfizer & BioNTech, Verocell, China, National Biotech Group, Sinopharm, và mới đây Bộ Y tế đã cho phép Hayatvas do công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Sinh phẩm Bắc Kinh thuộc tập đoàn Biotech Quốc gia Trung Quốc sản xuất bán thành phẩm. Sau đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đóng gói và xuất xưởng. Đây là vaccine thứ 7 được phê duyệt khẩn cấp tại Việt Nam cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch. Hiện Việt Nam đã tiếp nhận hơn 30 triệu liều vaccine phòng dịch và tính đến ngày 8 tháng 9, nước ta đã tiêm được 24.781.185 liều vaccine, trong đó tiêm một mũi là 20.591.403 liều, tiêm mũi hai là 4.189.782 liều. Như vậy, mũi 2 tỷ lệ tiêm chủng còn thấp nên phải nhanh chóng tổ chức tiêm để đến 15 tháng 9, số người được tiêm đủ 2 mũi nhiều hơn mới có thể giảm giãn cách một cách dứt khoát và an toàn. Dù được tiêm chủng đầy đủ, vẫn có những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc virus sau khi tiêm chủng. 2 tuần sau liều vaccine thứ 2, tác dụng bảo vệ của việc tiêm chủng sẽ đạt mức độ cao nhất. Tại thời điểm này, dù đã được tiêm phòng đầy đủ, song vẫn có thể bị nhiễm trùng đột phá. Theo nghiên cứu về triệu chứng, có 5 triệu chứng phổ biến nhất của nhiễm trùng đột phá là nhức đầu, chảy nước mũi, hắt hơi, đau họng và mất khứu giác. Trong đó, đau đầu, đau họng và chảy nước mũi là những triệu chứng giống như những người chưa tiêm vaccine. Tuy nhiên, 2 triệu chứng nhiễm dịch cổ điển là sốt và ho dai dẳng ở người chưa được tiêm chủng lại trở nên ít phổ biến hơn nhiều khi đã chủng ngừa. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người bị nhiễm trùng đột phá có nguy cơ bị sốt thấp hơn 58%. So với những người không được tiêm chủng, những người đã tiêm phòng cũng ít có khả năng phải nhập viện hơn, có ít triệu chứng hơn trong giai đoạn đầu của bệnh và ít có khả năng phát triển nhiễm bệnh kéo dài nếu họ mắc virus Vũ Hán. Có 4 lý do có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh sau khi tiêm chủng là loại vaccine, thời gian kể từ khi tiêm chủng, các biến thể và hệ thống miễn dịch của bạn. Dù đã tiêm chủng 2 liều, nguy cơ nhiễm bệnh vẫn còn đe dọa, dù các triệu chứng sẽ nhẹ hơn và hiếm khi tử vong. Thế nhưng ở Việt Nam, đôi khi lúc tiêm chủng cũng là khi bị nhiễm bệnh, vì lúc đó chưa có đủ kháng thể trong người, chỉ cần tiếp xúc với virus là dính ngay. Máy đo huyết áp, tổ chức đông người và thiếu khoa học cũng là cơ hội cho virus xâm nhập. Điều này đã được lên tiếng lâu nay và cũng đã có đề nghị không cần đo huyết áp khi tiêm chủng, nhưng phần nhiều chẳng chấp hành. Mới đây, vào ngày 10 tháng 9, Bộ Y tế đã ban hành quyết định hướng dẫn tạm thời
khám sàng lọc tiêm vaccine phòng virus. Tại hướng dẫn này chỉ rõ việc đo huyết áp được thực hiện với một số trường hợp nhất định thay vì tất cả người dân trước khi tiêm chủng. Không biết đội ngũ thực hiện tiêm trích có nghe lời không, khâu đo huyết áp và khâu sàng lọc là hai khâu không cần thiết và mất thì giờ, chờ đợi vô ích. Cũng vẫn là chuyện vaccine, vừa qua có đề xuất trích quỹ vaccine để dùng cho nghiên cứu gây bất bình trong dư luận. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã từng gửi lời kêu gọi đến dân chúng Việt Nam. Đây là quỹ của sự nhân ái, của tinh thần đoàn kết, của niềm tin, của trái tim kết nối trái tim để chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, góp phần tạo nên một Việt Nam chiến thắng. Để một lần nữa, chúng ta lại ghi danh viết nên lịch sử chiến thắng vẻ vang của dân tộc, chiến thắng đại dịch COVID-19. Nghe sướng tai dễ sợ, nhưng giờ thì ta đành chấp nhận sống chung với con virus này rồi, và cũng chỉ con đường đấy thôi. Số tiền của quỹ này thu được tính tới 5 giờ chiều ngày 9 tháng 9 năm 2021 là 8.662 tỷ đồng. Việt Nam vẫn còn nằm trong những nước có tỷ lệ trích ngừa thấp nhất thế giới. Lý do là vì thiếu vaccine, dân chưa đủ trích, vaccine chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Thì tại sao Bộ Tài chính và Bộ Y tế đề xuất phương án sử dụng quỹ vaccine cho nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng vaccine trong nước? Một việc làm hết sức vô lý, tiền nào ra tiền đó, nhất là tiền huy động trong các doanh nghiệp và nhân dân. Đóng góp là để mua vaccine chống dịch, chứ không phải để dùng nghiên cứu vaccine. Hai mục đích hoàn toàn khác nhau, không thể nhập nhằng thế được. Đến ngày 7 tháng 9 năm 2021, quỹ đã trích ra 373 tỷ đồng để mua vaccine. Số còn lại đang được gửi tại 4 ngân hàng thương mại gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank và Ngân hàng Nhà nước với lãi suất 3,3% một năm và 3% một năm, tương đương với ứng kỳ hạn gửi tiền là 3 tháng và 1 tháng. Rõ ràng là dùng quỹ vaccine huy động được để gửi ngân hàng lấy lãi là chuyển qua hỗ trợ nghiên cứu vaccine nội địa là sử dụng sai mục đích ban đầu, khó chấp nhận. Hơn nữa, cho đến nay vaccine Nanocovax là do công ty Nanogen, một công ty tư nhân nghiên cứu và sản xuất. Khi được cho phép sử dụng, công ty này thu lợi thì không có lý do gì phải dùng tiền của quỹ vaccine để hỗ trợ. Mà việc nghiên cứu cũng đã qua 3 giai đoạn thử nghiệm rồi. Vaccine này chỉ cần chờ được phép thì tung ra, đâu cần tiền để nghiên cứu nữa. Nếu sau này Bộ Y tế có chương trình nghiên cứu và sản xuất loại vaccine nào khác nữa, chuyện ấy sẽ tính sau. Tiền của mua vaccine mà chưa đủ để dùng lại đi làm chuyện khác là sao? Các ngài lãnh đạo đang tính chuyện gì vậy? Cũng nể các ông bà thật, dân đang chờ minh bạch chuyện này. Trên hè vắng ngẩn ngơ buồn vì chưa gặp được ai.
bước thật khẽ mà tiếng chân thật rõ. Con mèo hoang ngơ ngác ngước nhìn quanh, chắc nó lạ vì thế gian bỗng vắng. Chỉ mình tôi lạc giữa đáy mắt xanh. Gió đưa nhẹ ngọn hoàng lan bất kháo, giọt lệ sương rơi đọng lá có mây. Hơi thở vội hít vào căng buồng phổi, sợ ngày mai không khí cũng thôi bay. Ngồi lặng lẽ nỗi buồn sâu lòng mát, chơi trốn tìm chẳng là khói chơi đêm. Áng mây đen dần che ngàn sao xa, mắt đèn treo ngõ vắng như lính già đứng gác trước ngục môn. Tiếng gió gì hay thiên nhai réo gọi, chợt rùng mình trong chiếc áo cô đơn. Trong